Tạp chí Forbes của Mỹ mới gợi ý cho du khách thế giới 24 điểm đến du lịch nhất định phải thử trong năm 2024. Trong danh sách này, Việt Nam có một đại diện duy nhất là Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bài viết chia sẻ này của Aviation Network, mạng lưới các đại lý hàng đầu thế giới chuyên về du lịch sang trọng và trải nghiệm. Nói về Vịnh Hạ Long, mạng lưới này cho rằng đây là nơi tuyệt vời có thể đáp ứng nhu cầu của khách du lịch từ khám phá thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm ẩm thực hay thám hiểm phiêu lưu. Tác giả cũng ca ngợi Vịnh Hạ Long còn sở hữu giá trị về hệ sinh thái và giá trị địa chất, địa mạo và đặc biệt nhấn mạnh rằng rất ít địa điểm nào trên thế giới có được sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thiên nhiên, hoạt động ngoài trời, món ăn tươi ngon, sự yên tĩnh và khả năng tiếp cận du lịch dễ dàng như vậy. Một trong những trải nghiệm đáng thử nhất khi đến Vịnh Hạ Long được tác giả gợi ý là tham quan vịnh bằng thuyền lên đên trên mặt nước để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục.